À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. À, chư Tổ sư có một câu nhắc chúng ta rất hay. Các ngài nhắc chúng ta rằng sanh tử là đại sự của đời người. Có nghĩa là cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc là việc quan trọng lớn nhất của đời người chúng ta. Nhớ nghe quý vị. Mình thấy trong cuộc đời này có rất nhiều người như người thân của mình, từ ông bà cha mẹ của mình, họ lo rất nhiều thứ trong cuộc đời này và một gia đình. Mình thấy họ đến khi tuổi già, họ ra đi rất là vất vả. Họ không có được cái duyên để mỗi ngày quân tập niệm Phật và có tâm giải thoát. Dù họ có làm việc lớn lao cỡ nào đi chăng, nhưng cuối cùng cái ra đi của họ rất là vất vả, khổ đau vô cùng. Nên chư tổ sư các ngài có trí tuệ, có tâm giải thoát mạnh, nên các ngài nói rằng sanh tử là đại sự lớn nhất của đời người. Sanh đến là quan trọng, chết đến đi về đâu. Nên mỗi ngày chúng ta quân tập được cái tâm niệm Phật này và có một phương hướng đi về của cuộc đời mình. Cái chỗ này nó không có quê mùa lạc hậu gì đâu quý vị. Rất là trí tuệ. Và trong cuộc sống này chúng ta cũng không có phải tiêu cực đâu. Thật sự, chúng ta vẫn sống trong hoàn cảnh rất là tốt. Sống mỗi ngày công việc làm rất tốt. Và khi làm còn tốt hơn nữa chứ. Tại vì sao? Vì mình phải sống tròn trách nhiệm thôi. Nhưng mà mình lại có phương hướng đi về. Đây là cái hạnh phúc vô cùng. Chứ đâu phải nói rằng là mình niệm Phật cầu sanh cực lạc là mình bê tha. Mình sống buông thả, mình không lo làm ăn gì. Hoặc là mình buông xả bằng cách tiêu cực, đâu có đâu quý vị. Nhưng Đức thấy cuộc sống như Đức hiện tại, nhưng Đức cũng đâu phải là buông xả bằng cách tiêu cực đâu. Đâu phải như Đức không làm gì đâu quý vị. Thì thấy mỗi ngày, ví dụ như sáng sớm thôi, mấy ngàn người cùng niệm Phật với những Đức. Thấy ý nghĩa cuộc đời vô cùng không? Bây giờ chúng ta việc tốt này mình làm được thì mình làm, việc tốt này làm không được thì mình lo niệm Phật. Ví dụ như mình dẫn người đi tu được thì mình dẫn, mình thấy không dẫn được thì mình niệm Phật. Vậy thôi à. Nhưng Đức thấy không có tình thương yêu nào bằng chính mình biết thương mình. Đây không phải ích kỷ đâu, 100% luôn. Không phải ích kỷ. Nhiều người chúng ta đã đem tình thương yêu, mình nghĩ tâm mình cũng lớn, mình thương rộng lắm, nhưng mình quên đi mình thương mình là kẻ phàm phu đang còn bị trôi lăn trong lục đạo. Nên trong kinh Phật dạy rằng trước chưa độ mình làm sao độ người. Quý vị coi, thí dụ như những Đức gặp sự cố, bây giờ những Đức không lo niệm Phật, không lo tu, vậy ai thương những Đức? Quý vị thương những Đức được hả? Không có đâu. Thương thời gian ngắn thôi. Thấy con người này không lo tu hành gì nữa thì cũng chia tay nhau thôi. Còn tình thương gì chứ. Nó thật luôn á. Nó thí dụ như lúc bình thường đi, chúng ta mà gặp được nhau một cái đi, xin được chụp môi hình là thấy điều đó quý lắm mà. Đây là cuộc đời những Đức đã từng trải qua mà. Khi mà lễ lọc đồ mà người mà đến gặp những Đức mà nhào 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 vô mà muốn chụp đúng một bôi hình là nghiêm túc cũng là khó. Nhưng khi đụng vấn đề một chút, cái bôi hình mà chụp nghiêm túc đó được rồi, có khi chúng ta cho nó qua liền. Tại vì sao? Sợ bản thân người đã bị này bị kia, mình có bị dính dáng không? Nên quý vị thấy rằng trong cuộc đời này mình không phải trách ai, nhưng mà mình phải nhìn ra. Không phải trách người mà là nhìn ra cái cõi đời vô thường, hiểu không? Để bản thân của mình có một phương hướng đi chuẩn xác. Đây là những điều như Đức nói với vị nghe bằng một cái tâm rất thoải mái. Quý vị nhìn từ những Đức để quý vị nhìn thấu. Nó nhìn từ những Đức, thì nhìn nhiều việc của những Đức, có nghĩa là cái tác động của nhiều việc sẽ giúp cho bản thân mình nhìn thấu cuộc đời này. Cũng không cần thiết phải đến với mình làm gì.
Chuyện người khác cũng đã giúp cho mình nhìn thấy rõ ràng, sâu sắc từ đời lãnh đạo trong cuộc đời. Nên cái tình thương mình, biết quý mình, biết bồi dưỡng cho mình cái tâm giải thoát, đó là người trí nhất trong cuộc đời này. Thí dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni thôi, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, Ngài đã có một phương hướng giải thoát. Trước nhất Ngài phải tạm thời buông xuống. Ngài tạm thời Ngài buông xuống. Dù cho bao nhiêu người ở hoàng tộc nói này nói kia Ngài, đánh giá Ngài, nói Ngài quá trời luôn, nhưng trước nhất Ngài phải lo cái việc sanh tử cuộc đời trước, phải thật sự giác ngộ. Lúc đó Ngài có cơ hội trở lại. Nên mỗi người chúng ta có khi cái tâm mình thương người vô cùng, nhưng mình quên mất tiêu bản thân mình đang thương người, hy sinh vì người. Nhưng bản thân chúng ta là ai để thương người và hy sinh vì người? Mình thương được bao lâu, mình hy sinh được bao lâu? Rồi tình thương đó mình lại bị phiền não, hy sinh đó mình đã đi đọa lạc, thì sự hy sinh đó quý vị nghĩ gì sao? Nếu nói gì thì trong cuộc đời này không ai làm việc thiện, phải làm. Nhưng mà bản thân mình phải có một phương hướng đi về, phải gầy dựng chính mình chuẩn xác luôn. Còn nếu như mình quên đi bản thân mình, dù có từ bi, dù có làm việc lớn gì, cũng là một hạt cát dưới sa mạc mênh mông, không biết nó bay đi về đâu, không có định hướng quý vị, thật sự luôn. Nên rất là nhiều người nghe đạo biết tu của chúng ta đã làm cái chuyện mà bản thân mình quên mình là kẻ phàm phu. Và nhiều người cũng xưng mình là Bồ Tát đó, mình cũng tự hào vô cùng với danh xưng đó. Cuối cùng mình là Bồ Tát gì? Mình tự hỏi lại chính mình. Nên từ nơi đó mà mới nói là sanh tử là đại sự để gây dựng cho mình, gây dựng cho mình. Trong cuộc đời Nhà Đức đi tu, xin thưa quý vị, Nhà Đức gặp người Bố Thí Cúng Dường, gặp người Hộ Trì Tam Bảo. Nói cho quý vị biết chứ, Nhà Đức gặp quá nhiều. Và gần những người làm việc lớn, gần những bậc tu nhiều chục năm, Nhà Đức đã gặp quá hết, trải qua hết quý vị. Nổi tiếng, danh tiếng, đủ thứ loại hết, Nhà Đức có hết. Thật sự, chùa cao Phật lớn Nhà Đức cũng ở qua hết, không gì mà không biết. Nên nói với cư sĩ chúng ta bằng câu là Nhà Đức đã gặp nhiều người đi Bố Thí Cúng Dường, Hộ Trì Tam Bảo, đi giúp nhiều người tu hành, cuối cùng cuộc đời của họ đã quên đi mình, thì bạn không có cái đặc biệt khi cuối cuộc đời đâu. Bạn đi quên đi bạn để bổ túc, thì bạn không có cái đặc biệt khi cuối đời bạn đâu. Quý vị biết rằng làm bao nhiêu thiện, bao nhiêu việc tốt, không nghe pháp cho kỹ, cuối cùng quay lại hận thù và hờn trách. Tôi có công nhiều như vậy, vì sao đối xử với tôi như vậy? Ví dụ như giờ, những đức ví dụ, những đức là một ông thầy, quý vị hộ trì cho những đức, lo cho những đức, giúp đỡ những đức, đến khi quý vị không còn làm được nữa, thì người khác làm, những đức sẽ tiếp người khác. Còn quý vị đâu có việc làm với những đức nữa đâu, thì những đức công việc nhiều quá, những đức cho quý vị qua một bên. Nhiều người đang đến những đức, việc của quý vị đã làm quá, bây giờ những đức phải tiếp người ta, những đức phải gần gũi người ta. Còn quý vị không còn làm việc với đó những đức nữa, cho quý vị qua một bên. Sự hận thù và sự tức tối nó cỡ nào chứ, gọi là trở mặt quay lưng, chửi mắng và không còn tâm giải thoát gì nữa. Quý vị thấy không, cái việc làm thiện, cái việc làm tốt mà quý vị không nghe pháp cho kỹ, thì cuối cùng trả lại cho quý vị là gì? Là cái hận thù. Dù là làm việc thiện lớn cỡ nào, bạn đọ vẫn là phải đọ. Vì sao? Nó, quý vị nghĩ đi, hận mà, hận mà sao không đọ, thù mà sao không đọ, rồi chửi mà sao không đọ. Việc này những đứa gặp quá nhiều, cho quý vị biết. Những người tổ chức bao nhiêu pháp hội lớn, người đến hậu trì đi sâu sắc sát nút để phụ chuyện luôn, cuối cùng vẫn là thê thảm mà chết. Hận thù, chửi mắng để mà trong tức tối mà chết. Thấy nhiều quý vị. Ý muốn nói cho quý vị nghe, việc thiện việc tốt quý vị làm cứ làm, nhưng quý vị phải xem lại mình là ai. Mình là Phật Bồ Tát hay là người giải thoát chưa, hay vẫn còn là một kẻ phàm phu tục tử. Quý vị biết rằng có những người mình đã từng nhìn ra thấy rõ ràng luôn, việc của họ cũng cho mình một góc độ giải thoát, nhìn ra rõ ràng. Bao nhiêu chục năm của cuộc đời tạo dựng những cơ ngơ lớn lao,
tới tuổi già rồi, bận tâm vô cùng, không biết giao cho ai, không biết khi tôi chết rồi cơ ngơ này có còn tồn tại hay không. Tôi phải tính toán làm sao cho cái cơ ngơ này tôi chết đi thì tiếp tục mà còn, để cái công sức tôi bỏ ra nó được ý nghĩa. Kinh khủng không? Nếu đặt vào như vậy, vậy thì cái tâm giải thoát đặt ở đâu? Thì ngồi suy nghĩ đi. Cái niệm Phật phát nguyện sanh cực lạc, khi cuối cuộc đời một ý niệm bạn nó mong manh vô cùng, nó như một vi trần nhỏ vô cùng, chỉ cần bạn lệch một ý niệm bạn thôi là bạn là hoàn toàn thất bại cuộc đời tu bạn rồi đó. Cái ý niệm mà niệm Phật cầu sanh cực lạc của bạn, chỉ cần mà cuối cuộc đời bạn chỉ cần lạc một chút thôi là bạn đã mất đi cái cơ hội giảng sanh của bạn rồi. Đó. Nếu như hàng ngày bạn quân tập vì cái việc thế gian này mạnh quá thì cái chuyện giải thoát của bạn không có cơ hội đâu. Thật sự không có cơ hội đâu. Nên Đại Lão và Thượng Tịnh Không này nói rằng bạn làm rất nhiều việc thiện, việc tốt, nhưng bạn không biết việc thiện, việc tốt nào quan trọng nhất cuộc đời của bạn. Không việc thiện, việc tốt nào bằng niệm Phật sanh cực lạc hết. Vì đây là pháp giới chân thật mà bạn đến. Khi bạn trở về cõi ta bà này, bạn là người không mê trong nhân quả. Thí dụ nhớ nè, mình ở thế giới cực lạc thì nghiệp chướng nó tự tiêu hết, nó không có cái nguồn gốc của nghiệp. Vì tất cả là thiện, nó không có cái tác động của thiện, nó không có tác động của ác. Nhớ kỹ nghe. Nhưng quý vị ở cõi này, dù quý vị là Phật Bồ Tát thì hiện xuống đây, nhưng quý vị phải tiếp tục cái nhân ở cái cõi này của vô lượng kiếp. Quý vị đến đây nó vẫn còn tác động của nghiệp, nhưng quý vị không bị mê trong nghiệp, quý vị không bị khổ trong nghiệp. Nói quý vị coi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải có tác động của nghiệp không? Có người hại ngài, có người chăm chích ngài, có người chửi mắng ngài, quý vị coi lịch sử đúng không? Nên dẫn đến đây là còn tác động của nghiệp. Nên mới nói rằng người đại tu hành không mê trong nhân quả. Còn nếu như chúng ta là kẻ phàm phu, dù đời này quý vị có tu giỏi cỡ nào, quý vị trở lại là mê khi kết ấm liền. Nó theo cái dòng sanh tử. Ví dụ như đời này mình nghèo đi, nhưng mà mình lại gặp đạo mình tu. Đời này mình tu, thí dụ đời sau mình được thăng người đi, quý vị giàu có điều kiện đi, nó theo cái ngũ dục lục trần đó mà nó giúp cho quý vị để tạo tội nghiệp. Đời thứ ba bị đi đọa lạc. Ăn tổ ngày nói gì đó. Nếu như bây giờ đời này bạn không quyết tâm đi niệm Phật cầu sanh cực lạc, bạn còn lo nhiều thứ việc mà chưa giải quyết vấn đề sanh tử, thì đúng là để luống qua một đời tiếp tục trôi lăn trong dòng sanh tử. Nên cái việc niệm Phật sanh cực lạc là việc quan trọng lớn nhất của đời người mà cần phải bổ túc. Đem cái này để cắm vào mỗi công việc của chúng ta hàng ngày đang làm. Sống là phải làm để có cuộc sống. Nhưng chúng ta phải biết nó là vô thường của cuộc đời. Và cái vô thường đó nó sẽ đến với mình bất chợt. Bất chợt sẽ đến với mình dù là lớn tuổi hay là người trẻ tuổi. Quý vị nhìn có nhiều người chết vì già, nhưng cũng không ít người chết vì trẻ. Có nhiều người chết về bình thường, nhưng cũng không ít người chết vì tai nạn. Thấy rõ ràng không? Đã là biết điều này thì phải biết quân tập cái chuyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Những đức nói với vị nghe, chúng ta đã từng gặp nhau trong những hoàn cảnh hô hà, dữ dằn vô cùng. Khi những đức té ngã, nếu như những đức không đứng lên, ai là người dìu những đức đứng lên? Quý vị có thể cho những đức một gói xôi, cho những đức một miếng đậu hũ, nhưng quý vị không thể nào có thể đỡ những đức hoài được. Con đường này phải chính những đức phải đi, và con đường của quý vị phải chính quý vị phải đi. Nên mới nói câu rằng khi mê thầy độ ngộ rồi, tự mà đi, hãy tự đốt đuốc mà đi, hãy tự thắp cái ngọn đuốc trí tuệ trong tâm mình mà đi con đường này. Con đường này không phải là người ta giác ngộ, là bạn giác ngộ. Bạn chỉ đứng nhìn người ta chảy nước miếng cũng không giác ngộ, mà bạn phải làm, chứ không phải là chỉ nhìn thôi đâu. Nên tại sao đạo pháp nó không phát triển? Tại sao? Tại vì không người hành trì chân thật, quý vị à. Không người hành trì chân thật, chỉ chạy theo cái quyền ảo, chạy theo cái cao siêu.
Nên thường những người học đạo mà thích thần thông, thích những cái huyền ảo, đa phần những con người này là đi vào mê tín hết. Mê tín hết là họ sẽ bị khuyến dụ đi vào những con đường tà đạo. Thật sự quý vị, chúng ta trồng một hạt giống, chúng ta phải bồi dưỡng, chúng ta mới hái quả ăn. Không có cái nguyên lý mà chúng ta không trồng mà lại có quả được. Thí dụ như người ta trồng xong người ta đem đi bán cái trái cây này, bạn cũng phải cực khổ làm ra tiền để mua trái cây này ăn, chứ không đơn giản. Một ông thầy tu, ông cũng phải có phước báo của ông, người ta mới đem dâng đến cho ông. Nhưng ông không có phước báo này, làm sao ai dâng cho ông? Toàn là hưởng của trong mạng mình mà ra đó quý vị. Nếu hưởng lầm thì bạn phải chịu trả thôi. Nên trong kinh Phật nó có câu nói rằng, một hạt gạo nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo mang lông đội sừng mà trả cho người ta. Nó không đơn giản như mình nghĩ đâu. Đó. Nên bây giờ mình có cái cách tu tại gia đình, ngày nào cũng được nhắc nhở như vậy để quân tập. Hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại những con người đã qua trong cặp mắt của mình, và hãy nhìn nhận suy nghĩ thiệt kỹ những con người nổi bật, nổi tiếng, giàu sang và chúng ta đã từng thấy, thì thấy họ có tồn tại lâu dài hay không. Quý vị trong công ty xí nghiệp, quý vị cũng đã từng làm việc qua nhiều ông chủ, ông giám đốc, quý vị đã thấy qua. Có trong đây có những người quý vị đã từng làm thấy rõ ràng. Có những lúc ông đương thờ vô cùng, nhưng có những lúc bây giờ căn nhà cũng không có mở. Căn nhà cũng không có mở. Thí dụ như bây giờ con Ki bên cạnh của cô Diệu Âm, Diệu Phổ, nó cũng là một chúng sanh đã từng như chúng ta đó quý vị. Không giỡn đâu. Nhưng tu hơi dở một chút, bây giờ làm loài súc sanh bên cạnh mình đó, cũng là thắng bằng quyến thuộc của mình đó. Nên Phật nói là tứ sanh phụ mẫu. Đời này mình không gì cực lạc với mình thành cái loại gì, sanh trong một cái loại nào nữa nè. Nó, chứ đừng có nói bây giờ mà chúng ta hơn thua đấu đá với nhau. Nếu như chúng ta thật sự giác ngộ, chúng ta nhìn cái cảnh hơn thua đấu đá, chúng ta rất là đau lòng mà thương xót. Tại vì sao? Vì cuộc đời của người đi qua rất là mau quý vị à. Thật sự chúng ta nhìn như một là ánh chớp, như là sương ban mai. Nhớ hôm nào Nhật Đức chỉ có 18 tuổi lên thành phố. Bây giờ Nhật Đức trở lại thành phố, Nhật Đức 43 tuổi. Cuộc đời có người như một dòng xoáy, Nhật Đức không ngờ được. Cuộc đời mình là dòng xoáy như vậy. Năm 18 tuổi Nhật Đức lên thành phố, Nhật Đức là một người đi làm công. Đầu tiên ngay quận 6, ngay cầu Hậu Giang. Làm vất vả khổ vô cùng. Sao lại đi ra quận nhất? Phụ bếp người ta. Mười mấy năm vất vả vô cùng đi tu, 15 năm sau, 15 năm sau trở lại thành phố. Có những việc bản thân bạn sẽ không bao giờ ngờ được dòng xoáy đó nó xoay bạn như thế nào. Nên bây giờ bạn Phan hãy dội dàng đến với một con người bằng cách là bữa nay người này, ngày mốt người khác, biết đâu ngày mai bạn sẽ gặp lại nhau. Nên trong cuộc đời này, những đức khuyên quý vị hãy làm bạn đi. Những kỷ niệm đẹp dù không đến với nhau cũng đừng nên đổ vỡ nó. Đó là người thật sự khôn ngoan đấy. Vì ngày mai ngày như thế nào bạn cũng không biết đâu. Nên có những người tuy chúng ta học Phật nhưng chúng ta không có nhìn nhận vào nhân quả quý vị à. Chúng ta không có dụng công tu. Nói cho quý vị nghe biết chứ, những người đã từng có chùa cao Phật lớn, những người đã từng đi dẫn đoàn đi tu, có khi chúng ta là người không tu đó. Chúng ta dẫn người ta đi mà chúng ta không tu đó. Chúng ta bảo vệ cái danh mà mình đang có đó đó quý vị à. Chúng ta nói rằng cái niệm Phật là tốt, chúng ta cho người ta niệm Phật, lắp đạo tràng cho người ta niệm Phật, nhưng quý vị lại không niệm Phật đó. Nên những người mà lắp đạo tràng cho người ta niệm Phật hãy cẩn thận đó. Không đơn giản đâu. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Bạn gieo nhân như thế nào bạn gặt quả như vậy đó. Bạn gieo nhân là bảo vệ danh thì bạn trong cái danh mà chết. Bạn chết trong cái danh đó, phiền não trong cái danh. Thật sự tôi chia sẻ bạn yên tâm đi, vì tôi đã trải nghiệm qua hết rồi. Tôi từ khổ đau đứng lên, từ trên cao rớt xuống, tôi đã từng trải qua hết nè. Người này đã từng trải qua hết nè. Nếu tôi chưa từng được cái danh tiếng gì, chưa từng làm một pháp hội lớn gì, bạn làm không bằng tôi đâu. Thật sự bạn làm không bằng tôi đâu.
Nhưng cuối cùng bạn thấy nếu tôi không đứng lên, tôi không cố gắng tu, cuối cùng tôi phải như thế nào đây? Không lẽ trở thành một con người ngày xưa cầm chai rượu đi lang thang ngoài đường? Không lẽ tôi tiếp tục quay lại con đường ngày xưa sao? Không thể nào. Năm xưa tôi đến thành phố, tôi mong tôi có tiền đi vào cuộc chơi. Bây giờ tôi đến thành phố không phải để đi vào cuộc chơi, mà cuộc đời đưa đẩy tôi, coi ông như thế nào? Nơi chốn phồn hoa này, ông có tiếp tục bước ra cuộc chơi nữa hay không? Có người tạo điều kiện cho ông để đi vào cuộc chơi đó. Có phương tiện, có điều kiện ông chơi hay không? Nhưng Đức cảm giác rằng nó là phù du ảo ảnh quá. Không cảm giác gì đi vào cuộc chơi nữa cả. Niềm vui sướng nhất bây giờ là được gặp những người niệm Phật và chúng ta cùng niệm Phật. Đây là ý nghĩa lắm quý vị à. Dù không có chùa cao Phật lớn, có một cái tivi thôi, mà buổi sáng này đã mấy ngàn người cùng niệm Phật chung. Vì thấy cuộc đời này ý nghĩa hay không? Xong rồi một chút xuống ăn miếng cơm, một chút tiếp tục tu tập nữa. Đây là hạnh phúc lớn nhất trong cái cõi đời mà mình đang sống rồi đó. Còn tìm cuộc chơi gì nữa bây giờ? Nên tất cả những việc đã qua cho chúng ta một góc độ nhìn nữa quý vị. Hãy hết sức cẩn thận, đừng nên vội vàng. Hôm nay bạn đối xử người ta như thế nào thì ngày mai bạn sẽ chịu quả báo như vậy, không sai một chút nào đâu. Bạn không cần phải diện lý do gì cả. Thật sự, tôi không bao giờ nói tôi tốt. Tôi từ lúc ở chùa tôi đã từng nói tôi sai. Tôi nói tôi sai rất nhiều. Và tôi chưa bao giờ dám xưng một tiếng thầy đối với quý vị. Quý vị hãy nhớ kỹ điều này. Quý vị nghe hồi xưa Nhật Đức nói chuyện, tất cả những gì Nhật Đức nói chuyện bây giờ nó đã ra rõ ràng hết. Rất nhiều người gặp Nhật Đức nói rằng mai mốt thầy đừng có nói nữa thầy ơi. Thầy nói cái gì là linh quá, nói cái gì là ra cái này. Nhật Đức nói linh gì, tính vào nhân quả thì nó ra y rang vậy thôi. Tính vào cái cõi đời này như ánh chớp, như là sương ban mai. Sống với cuộc đời giả tạm, con diều bay cao cái nào cũng rớt xuống. Tính vào chỗ đó thì sẽ thấy ra cuộc đời thôi. Có cái gì mà tồn tại mãi đâu. Nhưng chúng ta sống trong cái lừa dối đó, lừa gạt đó, để niệm Phật cầu sanh cực lạc. Sống trong cái hư ảo đó, đừng đá đổ nó sớm quá. Vì đá đổ nó nhiều người chịu không nổi. Nên chúng ta trong hư ảo đó mà sống. Trong một căn nhà quý vị nó có nhiều giả tạm trong đó, nhưng quý vị ở trong giả tạm đó mà sống, trong tình thương yêu của vợ chồng, thương yêu nhau, ôm nhau, hôn nhau, nó là sự giả tạm, nhưng quý vị phải sống trong đó đó. Quý vị phải tạo ra một cái sống thật ở trong đó đó. Nhưng quý vị biết nó là giả thì quý vị là người tu đúng rồi, đúng nghĩa rồi đó quý vị. Nếu như quý vị lấy cái giác ngộ quý vị để đắp vào người không giác ngộ thì trong cuộc đời này quý vị sống sẽ không bao giờ được. Vì người ta không phải giác ngộ như quý vị. Nên quý vị vì người ta mà trả nghiệp mà quý vị phải sống như vậy, đúng nghĩa như vậy. Nhưng quý vị biết nó là giả tạm, thì có một con đường đi rõ ràng với lương tâm quý vị là đúng rồi. Những điều mà chia sẻ này nó không đơn giản đâu quý vị. Ngồi mà suy nghĩ thật là kỹ đi. Đó. Nên từ nơi đó mà Bồ Tát trong chợ búa, các ngài vẫn giống hệt người trong chợ búa. Bồ Tát trong buôn bán làm ăn, các ngài y rang như người buôn bán làm ăn. Nhưng các ngài có một hướng rất chuẩn xác. Nên gọi là không mê trong chốn ồn náo, không mê trong chốn thị phi. Họ dẫn ở trong chốn thị phi, trong chốn ồn náo, vì đá đổ không được. Nhân nghiệp dẫn đi đến nơi nào là phải làm như vậy, phải giống họ. Nhưng mình có một phương hướng cực kỳ chuẩn xác. Tùy quý vị thôi, tùy quý vị thôi. Nên tại sao có những người khi trên cao rớt xuống, cái sự xóa sổ những cái mà đã qua mau, vì người ta biết đó là vô thường. Người ta đang sống trong cảnh đó giống hệt như vậy, nhưng người ta biết nó là vô thường. Người ta đã tính cái chuyện nhất định nó phải rớt xuống. Nên từ nơi đó người ta rớt đỡ, đỡ tối đa. Còn mình mỗi ngày mình cho nó là chân thật, mình bồi dưỡng nó. Mình cho ngôi chùa này là của mình phải bồi dưỡng nó. Lỡ nó mắc đi mình chịu sao nổi. Mình làm sao chịu nổi. Nó của mình cũng được, nó không phải của mình cũng được. Cũng là vì chúng sanh tốt thì chúng sanh được tốt. Không được tốt là chúng sanh hết phước hết duyên vậy thôi. Bản thân mình mà như vậy thì tâm nó an lạc cỡ nào. Chỉ gây dựng cái tâm sanh tử là đại sự. Đây là việc quan trọng nhất. Mà người nghe đạo đừng để luống qua một đời. Uổng lắm quý vị. Đi vào công ty xí nghiệp làm việc quý vị thấy không? Mạnh hay yếu quý vị thấy không? Hơn thua nhau quý vị thấy chưa? Vì làm giỏi công ta tranh cạnh. Vì làm dở thì ta chửi mắt. Vì được lương nhiều một chút. Quý vị được người ta thưởng lương nhiều một chút. Là có người tranh cạnh phải giấu che. Nhiều người biết người ta thưởng quý vị.
vì làm mà được thưởng nhiều, quý vị cũng khó sống với họ. Gọi là đấu tranh kiên cố, mỗi hoàn cảnh đều đấu tranh. Chùa có đấu tranh của chùa, đời có đấu tranh của đời, gia đình có đấu tranh của gia đình, súc sanh có đấu tranh của súc sanh, quý vị coi đúng không? Kiến nhỏ nhỏ bao vây một con kiến lớn để hạ bệ con kiến lớn. Nó nhỏ thì phải dùng đông người, đông con để nó kết hợp lại, để nó hạ bệ một con kiến lớn, rồi kéo con kiến lớn gì bày, quý vị coi đúng không? Sự đấu tranh trong cuộc đời vì thấy rõ ràng. Đó. Con cá thiệt là to ở dưới hồ, con kiến gớt xuống con cá, lụm con kiến. Con cá một ngày nào nhảy lên bờ, kiến tập trung lại hạ bệ con cá. Trong cuộc đời này nhìn nhận rồi mà thấy đúng là vô thường, rồi tự nhiên sanh tâm giác ngộ. Con người mới bước lên danh lợi cảm thấy háo hức lắm. Ta được cái danh này, danh kia, danh nọ. Người ở trong hư danh cảm thấy ngao ngán vô cùng, vì đã trải nghiệm được quá. Bạn chưa có cảm thọ đó thì bạn hãy cố gắng. Đến một ngày nào bạn khổ trong cảm thọ đó thì bạn hãy quay đầu. Hiểu không? Thật sự mà nói, nên người từng trải sẽ có cảm giác khác người chưa từng trải. Đã từng làm vợ làm chồng thì sẽ biết cái khổ của vợ chồng khi sanh con cái. Còn tuổi trẻ thì nói cái khổ này họ đâu biết được gì đâu, vì họ chưa có cảm thọ đó. Nhưng nghe để đó, một ngày nào sẽ nhận thức. Cũng tốt mà quý vị, nên gieo duyên Phật pháp cho người, điều đó cũng tốt. Nên mỗi người chúng ta nên siêng năng niệm Phật, đừng mang tâm đấu đá hận thù ai, cố gắng niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật.